Chào mừng bạn đã đến với chuyên mục ôn tập ngữ văn lớp 9 của kênh Văn học và những cảm nhận. Các em thân mến, về phần ôn tập truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân, cô đã hướng dẫn các em cách làm bài cảm nhận về nhân vật qua một đoạn trích cụ thể. Trong video này, cô sẽ tổng hợp và hướng dẫn các em phân tích về diễn biến tâm trạng của nhân vật ông hai trong cả tác phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung ôn tập các em nhé. Chúng ta đến với đề bài phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông hai trong truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân để thấy rõ tình cảm của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Và nội dung phần ôn tập của chúng ta cũng gồm có hai phần: phần tìm hiểu, phân tích đề, xác định yêu cầu đề bài và xác định hệ thống luận điểm cho bài viết, và phần thứ hai là phần hướng dẫn lập dàn ý chi tiết cho bài viết. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, tìm hiểu, phân tích đề. Bước đầu tiên của phần tìm hiểu, phân tích đề là bước xác định yêu cầu đề bài. Về nội dung, đề bài yêu cầu chúng ta phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật ông hai để thấy rõ tình cảm của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Phạm vi dẫn chứng tư liệu, chúng ta sẽ phân tích những chi tiết, những hình ảnh tiêu biểu trong tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân để làm nổi bật tính cách của nhân vật thông qua diễn biến tâm trạng. Về thao tác lập luận, chúng ta sẽ sử dụng thao tác phân tích và bình luận. Bước thứ hai của phần tìm hiểu, phân tích đề là bước xác định hệ thống luận điểm cho bài viết. Các em có thể triển khai bài viết theo 3 luận điểm. Luận điểm thứ nhất, chúng ta sẽ khái quát về tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác, tóm tắt truyện. Luận điểm thứ hai, chúng ta sẽ đi vào phân tích diễn biến tâm trạng của ông hai trong truyện ngắn. Ở phần này, các bạn có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Trước khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc, khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc và sau khi ông hai nghe được tin cải chính về làng chợ giàu. Luận điểm thứ ba, chúng ta sẽ nêu nhận định, đánh giá chung về nhân vật, về tác phẩm. Sau khi chúng ta đã thực hiện xong bước tìm hiểu, phân tích đề, các em chuyển sang phần 2, lập dàn ý chi tiết cho bài viết. Đầu tiên sẽ là phần mở bài, dẫn dắt và nêu vấn đề cần nghị luận. Các em có 2 cách mở bài, gián tiếp và mở bài trực tiếp. Mở bài gián tiếp, chúng ta sẽ dẫn dắt từ đề tài, chủ đề, từ những nhận định, đánh giá về tác giả, tác phẩm và dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận. Cô xin giới thiệu một cách mở bài gián tiếp, dẫn dắt từ đề tài, tình yêu, quê hương, đất nước. Quê hương trong tâm khảm mỗi người là nơi thân thương nhất, bình dị nhất. Tình yêu quê hương vì thế là chủ đề xuyên suốt trong văn học. Truyện ngắn làng cũng nằm trong mạch nguồn cảm xúc ấy. Đây là một trong những truyện ngắn hay nhất của Kim Lân được viết trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm đã khắc họa chân dung nhân vật ông hai, một người nông dân chân chất với tình yêu làng, yêu quê hương tha thiết và niềm tin tưởng gắn bó sắt son với cách mạng. Truyện ngắn đã cho ta thấy sự phát triển trong nhận thức của người nông dân trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tình yêu làng là cơ sở của tình yêu nước, yêu cách mạng. Song, tình yêu nước vẫn bao trùm lên tất cả và là định hướng hành động cho họ. Cách mở bài thứ hai là cách mở bài trực tiếp. Chúng ta sẽ dẫn dắt, khái quát về tác giả, về truyện ngắn làng và nêu vấn đề cần nghị luận. Kim Lân là cây bút chuyên viết về truyện ngắn. Thế giới nghệ thuật của ông tập trung ở khung cảnh nông thôn và hình tượng người nông dân. Văn của Kim Lân đi sâu vào lòng người đọc bởi tình cảm bình dị, rất đời thường nhưng chan chứa nghĩa tình. Truyện ngắn làng là một trong những truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Kim Lân nói riêng và của nền văn học Việt Nam nói chung.
tác phẩm đã xây dựng thành công nhân vật ông Hai, một người nông dân chân chất với tình yêu làng, yêu quê hương tha thiết và niềm tin yêu gắn bó sắt son với cách mạng. Truyện ngắn đã cho ta thấy sự phát triển trong nhận thức của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Tình yêu làng là cơ sở của tình yêu nước, yêu cách mạng. Song tình yêu nước vẫn bao trùm lên tất cả và là định hướng hành động cho họ. Chúng ta sang phần thứ hai, thân bài, luận điểm 1, khái quát về tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác và chúng ta tóm tắt nội dung của truyện ngắn. Truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân được viết vào năm 1948, thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Làng kể về một nhân vật có tên là ông Hai. Ông Hai vô cùng yêu cái làng chợ dầu của mình. Vì thế, khi Pháp đến đánh chiếm, ông quyết định ở lại làng làm du kích cùng thanh niên chống giặc, mặc dù tuổi ông đã cao. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, ông buộc cùng gia đình tản cư lên thị trấn Hiệp Hòa. Đi đến đâu, ông cũng hồ hởi khoe với mọi người cái làng của mình. Thế rồi một hôm, ông nghe tin sét đánh là làng chợ dầu đã theo tay. Ông cảm thấy vô cùng đau khổ. Đến khi nghe tin cải chính làng của ông là làng kháng chiến thì ông vô cùng sung sướng. Nhân vật ông Hai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc bởi tình yêu làng, yêu quê hương tha thiết và niềm tin tưởng gắn bó sắt son với cách mạng. Hình ảnh ấy được khắc họa một cách rõ nét thông qua bút pháp miêu tả tâm lý nhân vật và xây dựng tình huống truyện độc đáo của nhà văn Kim Lân. Phần phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai, nhân vật chính của truyện. Ông Hai là một lão nông quê ở làng chợ dầu. Ông vui vẻ, chất phác, có tấm lòng gắn bó với quê hương và cuộc kháng chiến. Ông lão yêu làng nên hay khoe về làng chợ dầu của mình. Ông tự hào, hãnh diện về làng và kể về nó với niềm say mê, náo nức đến lạ thường. Ông khoe con đường làng lát đá xanh, trời mưa đi chẳng lắm chân. Ông khoe sinh phần của một vị quan tổng đốc trong làng. Khi kháng chiến bùng nổ, ông khoe về một làng quê đi theo kháng chiến làm cách mạng. Ông kể một cách rành rọt những hố, những ụ, những giao thông hầm hào. Khi buộc phải tản cư, ông Hai đã rất nhớ về làng. Ông thường xuyên chạy sang nhà bác Thứ để kể lể đủ thứ chuyện về làng, để vơi đi cái nỗi nhớ làng. Ông kể cho sướng cái miệng, cho vơi cái lòng mà không cần biết người nghe có thích hay không. Những ngày tản cư, ông nhớ làng da diết. Ông muốn về làng, muốn tham gia kháng chiến. Ông thường xuyên theo dõi tình hình của làng, cũng như tình hình chiến sự ở phòng thông tin. Khi nghe được những tin chiến thắng của quân ta mà ruột gan ông cứ múa cả lên. Đến khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc, ông Hai sững sờ, xấu hổ, uất ức. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi tưởng như không thở được. Từ đỉnh cao của niềm vui, niềm tin, ông Hai rơi xuống vực thẳm của sự đau đớn, tủi hổ vì cái tin ấy quá bất ngờ. Khi trấn tĩnh lại được phần nào, ông còn cố hy vọng cái tin ấy không phải là sự thật. Nhưng rồi những người tản cư đã kể rành rọt quá, lại khẳng định họ vừa ở dưới ấy lên, làm ông không thể không tin. Niềm tự hào về làng thế là sụp đổ, tan tành trước cái tin sét đánh ấy. Kể từ lúc ấy, trong tâm trí ông đầy nỗi ám ảnh, dây dứt và sự xấu hổ. Ông vờ lảng ra chỗ khác rồi về thẳng nhà. Nghe tiếng chửi bọn Việt gian, ông cúi gằm mặt mà đi. Về đến nhà, ông nằm vật ra giường rồi tủi thân nhìn lũ con. Nước mắt ông lão cứ dàn ra. Trong trạng thái khủng hoảng, giận dữ, ông nắm chặt hai tay mà rít. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này. Ông Hai rơi vào tình trạng bế tắc, tuyệt vọng khi nghĩ tới tương lai. Ông lo cho số phận của những đứa con rồi sẽ bị khinh bỉ, hắt hủi vì là trẻ con làng Việt gian. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư? Ông lo cho bao nhiêu người tản cư làng ông sẽ bị khinh, tẩy chay, thù hằn, ghê tởm. Chao ôi, cực nhục chưa, cả làng Việt gian.
ông lo cho tương lai của gia đình, rồi đi biết làm ăn, buôn bán làm sao? Ai người ta chứa? Nếu như trước đây, tình yêu làng và tình yêu nước hòa quyện trong nhau, thì lúc này ông hai buộc phải có sự chọn lựa, quê hương hay tổ quốc. Cuối cùng, ông đã quyết định, làng thì yêu thật, nhưng làng theo tay mất rồi thì phải thù. Như vậy, tình yêu làng dẫu có thiết tha, mãnh liệt đến đâu, cũng không thể mãnh liệt hơn tình yêu đất nước. Đó là biểu hiện vẻ đẹp trong tâm hồn của con người Việt Nam. Khi cần, họ sẵn sàng gạt bỏ tình cảm riêng tư để hướng tới tình cảm chung của cả cộng đồng. Quyết định của ông hai đã khẳng định tình yêu nước mạnh mẽ, thiêng liêng, rộng lớn, bao trùm lên tình cảm của làng quê. Điều gì đã khiến ông có sự chọn lựa dứt khoát đó? Phải chăng chính niềm tin vào đảng, cách mạng, tin vào kháng chiến đã hướng ông có sự lựa chọn đó? Nhưng dù đã dứt khoát như thế, ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với nơi mà ông đã sinh ra, lớn lên và gắn bó gần hết cuộc đời. Bởi vậy, ông muốn được tâm sự như để phân bua, để minh oan, cởi bỏ nỗi lòng. Ông trút hết nỗi lòng vào những lời thủ thỉ, tâm sự với đứa con ngây thơ, bé bỏng. Ông muốn lý trí và trái tim bé bỏng của con phải khắc sâu, ghi nhớ câu, nhà ta ở làng chợ giàu. Ông nhắc cho con về tấm lòng thủy chung với kháng chiến, với cụ Hồ của bố con ông. Anh em đồng chí biết cho bố con ông, cụ Hồ trên đầu trên cổ soi xét cho bố con ông. Ông khẳng định tình cảm sâu nặng, bền vững và rất thiêng liêng ấy. Cái lòng của bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai, chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai. Đó là một cuộc trò chuyện đầy xúc động. Chúng ta sang tình huống thứ hai. Tâm trạng vui sướng của ông hai khi nghe được tin cải chính về làng chợ giàu. Đúng lúc ông hai có được quyết định, làng thì yêu thật nhưng làng theo tay mất rồi thì phải thù, thì cái thông tin làng chợ giàu phản bội đã được cải chính. Sự đau khổ của ông hai trong những ngày qua nhiều bao nhiêu thì niềm phấn khởi và hạnh phúc của ông lúc này càng lớn bấy nhiêu, như có một phép hồi sinh khiến thái độ ông hai thay đổi hẳn. Cái mặt buồn thiêu mọi ngày bỗng tươi vui, sạng sỡ hẳn lên. Ông bô bô khoe với mọi người về cái tin làng ông bị đốt nhẵn, nhà ông bị đốt nhẵn. Nội dung lời khoe của ông có vẻ vô lý, bởi không ai có thể vui mừng trước cảnh làng, nhà mình bị giặc tàn phá. Nhưng trong tình huống này thì điều vô lý ấy là rất dễ hiểu. Sự mất mát về vật chất ấy chẳng thấm vào đâu so với niềm vui tinh thần mà ông đang được đón nhận. Nhà văn Kim Lân đã tỏ ra rất sắc sảo trong việc nắm bắt và miêu tả diễn biến tâm lý của nhân vật. Đó là minh chứng hùng hồn, chứng minh cho làng ông, cho bố con gia đình ông và những người tản cư trên đây không theo giặc, vẫn một lòng thủy chung, tình nghĩa và sẵn sàng hy sinh tất cả cho kháng chiến. Từ một người nông dân yêu làng, ông hai trở thành người nặng lòng với kháng chiến, với cách mạng. Tình cải chính đã trả lại cho ông tình yêu, niềm tự hào sâu sắc về làng. Nó đã xây dựng lên trong ông những bức tường thành vững chắc, không súng đạn nào có thể công phá, cháy rụi được. Tình yêu làng, yêu nước đã hòa làm một trong ý nghĩ, tình cảm, việc làm của ông hai. Tình cảm ấy thống nhất, hòa quyện, nhưng tình yêu nước được đặt cao hơn, lớn rộng hơn tình yêu làng. Ông hai là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Quả đúng như nhà văn Rasul Gamzatov đã từng nói, người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương, chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người. Có nghĩa là con người có thể rời xa quê hương về mặt khoảng không vũ trụ, về mặt địa lý, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn mỗi người, quê hương vẫn luôn luôn tồn tại. Chúng ta sang luận điểm thứ ba. Nhận định, đánh giá chung về vấn đề nghị luận. Truyện ngắn làng đã rất thành công khi miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật ông hai từ một tình huống có tính bất ngờ, căng thẳng, thử thách. Nội tâm nhân vật được miêu tả cụ thể, gợi cảm và gây ấn tượng mạnh mẽ. Từ diễn biến tâm trạng của nhân vật ông hai, nhà văn đã ca ngợi tình cảm yêu làng, yêu nước bền chặt sâu sắc của người nông dân trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Chúng ta sang phần thứ ba, phần kết bài. Đánh giá chung về nhân vật,
về tác phẩm và những đóng góp của tác giả. Nhân vật ông Hai là nhân vật tiêu biểu, điển hình về người nông dân trong buổi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Đó là người nông dân yêu làng, yêu nước, có niềm tin tuyệt đối vào cách mạng. Qua nhân vật ông Hai, ta thấy được nhận thức của người nông dân về cuộc kháng chiến, thấy được nghệ thuật miêu tả nhân vật tài tình của nhà văn Kim Lân, cũng như tình cảm gắn bó, quý trọng người nông dân của tác giả. Đọc truyện, ta càng thêm khâm phục và yêu thương biết bao tình yêu nước và sự hy sinh cao cả của những thế hệ đi trước, và từ đó tự rút ra bài học quý giá cho bản thân. Hãy biết yêu thương nơi mình sinh ra và lớn lên, hãy biết trân trọng và luôn tin tưởng về một tương lai tươi sáng. Các em thân mến, các em vừa xem video ôn tập truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân, dạng đề phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ để tiếp tục nhận được những video mới nhất của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!